Chào mừng bạn đã quay trở lại với Hồng Lê Thị Liên quan tới lĩnh vực đọc hiểu Mình có nhận ra một cái đặc điểm đó là Khi mà mình kết nối giữa các cái câu với nhau ấy Thì mình cần phải có các cái phần kiến thức cơ bản Về đại từ chỉ thị này Về các cái từ nối này hoặc là các cái ý nghĩa ở trong cái đoạn văn nó liên kết với nhau như thế nào thì mình sẽ có thể nắm được một cách rõ ràng và tổng thể hơn cái ý nghĩa của toàn cái đoạn văn đó và mình sẽ tìm ra được cái câu trả lời một cách chính xác. Thì hôm nay quay trở lại cái chủ đề vô cùng là quen thuộc liên quan tới đại từ chỉ thị là các cái tụ từ như là kore, sore, are thì mình sẽ cùng đến với một cái đoạn văn để tìm hiểu ra cái câu trả lời cho phần gạch chân có chứa cái phần đại từ chỉ thị như là cái ví dụ mình đang chiếu ở trên màn hình đây. Thì trước khi vào cái phần video phân tích ngày hôm nay Các bạn hãy dừng lại video này trong khoảng tầm 1 đến 2 phút Và cùng thử làm rồi cùng đánh giá xem cái phần mà mình làm Với cái phần đánh giá chi tiết của mình thì nó có khớp nhau Hay là các bạn có học được thêm cái gì đó mới hay không nhá Và bây giờ chúng mình sẽ cùng bắt đầu phân tích cái bài đọc này nha Let's go! ở trong cái bài này câu hỏi của mình đưa ra đó là anozio tụi ạ do tài cọ và nó chính là cái phần gạch chân ở đây là cái trạng thái tự do đấy để mà lấy lại được cái trạng thái tự do đấy thì là mình cần phải làm gì và người ta đang hỏi là cái trạng thái tự do ở đây nó là cái trạng thái như thế nào và nó có cái đại từ chỉ thị là ano ở trong đó và mình biết được rằng là chúng ta sẽ cần phải biết xem là cái ano ở đây nó có cái ý nghĩa như thế nào và cái phần chi tiết thì mình sẽ vẫn tiếp tục đọc như bình thường giống như là các cái bài đọc phân tích khác nan đề định Quay trở lại một chút khi mà bắt đầu dịch một cái câu bình thường trong tiếng Nhật Thì bao giờ mình cũng sẽ tìm ra cái chủ ngữ trước tiên Và cái chủ ngữ của mình ở đây nó chính là wa Là cái taiken, là cái trải nghiệm Cái trải nghiệm như thế nào thì sẽ là yo na Và tất cả cái đoạn đằng trước này Mình sẽ thấy một cái cụm nối liền với nhau bằng cái thể T là nát tệ Vậy mình sẽ hiểu là cái trải nghiệm mà quên đi cả bản ngã của mình Mưa ga ở đây nó là cái sự vô ngã hay là mưa chiều đây là tập trung uh, vào cái sự vô ngã thì mình sẽ hiểu đó là cái trải nghiệm mà quên đi cả chính bản thân mình rồi quên đi cả thời gian còn cái nan de are là cái bổ ngữ để thể hiện cái ý rằng là cái trải nghiệm mà mình quên đi bản ngã của bản thân quên đi bản thân mình là gì nan de are Bản thân mình là gì và quên đi thời gian đấy nó chính là cái di cảng đe đự. Nó là một cái thời gian rất là kỳ tích đối với lại bất kỳ ai hay nó là một cái thời gian gọi là tuyệt vời, kỳ diệu với lại bất cứ ai. Trong cái câu này của mình nó chính xác nó là cái câu danh từ ở trong tiếng Nhật là nani nani wa nani nani desu tai kei wa jikan desu là cái trải nghiệm đó nó chính là cái thời gian vô cùng kỳ diệu đối với lại bất kỳ ai. So, na, ki, wo, mono koso, jitsuwa, hitorino, jikang, mình sẽ thấy cái câu này kết thúc đó là nano de aru khi mà trong một cái câu đọc hiểu mình thấy có từ nano de aru thì mình hãy hiểu được rằng là nó thể hiện cái lời giải thích cái lời biện giải hoặc là cái um, câu mà diễn tả cái lý do cho cái ý hay là cái câu ở đằng trước Thì ở đây tác giả có nói là cô sộ chính cái việc mà chúng ta biến những cái điều kỳ diệu ấy những cái kỳ tích ấy thành có thể chính cái việc mà chúng ta biến những cái điều kỳ tích ấy thành có thể thì trên thực tế nó lại là cái thời gian một mình thì trong cái câu này mình cũng sẽ thấy là trong cái phần hiogen của tiếng nhật nó cũng hơi bị lạ lạ và kỳ kỳ một chút đúng không nếu như mà dịch như vậy nhưng mà mình sẽ thấy có một cái đặc tính ở trong cái câu này mà các bạn có thể học được đó là cái zit là một cái câu như kiểu một cái câu màu đầu ấy. bình thường người ta sẽ nói ở ngay đầu câu là zit xong gì gì đó des chẳng hạn nhưng mà ở đây người ta cho ra giữa câu và mình sẽ hiểu là cái jitsuwa ở đây là trên thực tế là như thế nào đó, trên thực tế là như thế nào thì ở đây nó có cái từ cô sộ và ở dưới kết thúc câu đó là hitorino shikang và cái câu này nó vẫn tiếp tục là câu danh từ a là b. Tôi là sinh viên, tôi là giáo viên, giáo viên uh, của tôi là cái cô Hương, giáo viên của tôi là thầy Nam chẳng hạn. Thì ở đây nó cũng tương tự như vậy thôi Khi mà câu danh từ của mình đó là A là B Thì mình có thể biến hóa cho nhau Đổi vị trí cho nhau giữa hai danh từ đấy Và để hiểu được cái ý nghĩa của câu bằng tiếng Việt Vậy mình sẽ hiểu ở đây đó là Mình có thể lộn ngược câu lên một chút Là trên thực tế cái thời gian một mình Nó chính là nano Nó chính là cái cô sộ này này Nó chính là cái mono hay chính là cái thời gian Mà chúng ta biến những cái điều kỳ tích trở thành có thể nhắc lại đó là nano đệ Người ta sẽ giải thích về cái lý do Hay là cái lời giải thích của tác giả Nên là mình hãy biết kết nối giữa hai câu này với nhau Bởi vì vốn dĩ là hai cái câu này Nó cũng có cái từ Sona kishiki Là cái kỳ tích ấy, cái điều kỳ diệu ấy Và cái điều kỳ diệu ấy nó là cái gì Nó chính là cái kỳ diệu ở trên đây Mà cái điều kỳ diệu ở trên đây Nó chính là cái trải nghiệm Mà quên đi thời gian Và quên đi cái bản ngã của mình là ai ấy. Thì cái điều kỳ diệu ấy nó chỉ được là thì nó chỉ có thể thực hiện được canon sự sự khi mà mình có một cái thời gian gọi là hitorino gì cả một cái thời gian một mình mình sẽ thấy hai cái câu kết hợp với nhau vô cùng là chặt chẽ. Vì vậy cho nên khi mà mình đọc các bạn hãy để ý thật là kỹ vào các cái câu nó có những cái cụm từ như là nanodea rự này, như là cô sổ này, rồi như là sona này và hãy biết nối nó vào với nhau bằng cách luôn luôn ý thức cái việc là mình để ý vào cái sự liên kết giữa các câu với nhau thì sẽ vô cùng dễ dàng cho các bạn, giúp kinh nghiệm cho các bạn trong những cái lần sau mà mình có thể đọc được một cách dễ dàng hơn nhá. 現実世界のターサとの接点が完全になくなり、日常のあれやこれやが背景に没するとき、人は自由の翼を羽ばたかせる。あれ thấy là có cái cụm từ là hai keni bột hai keni bột ở đây người ta đang giải thích là cái iski nó được là mình không còn ý thức đến cái việc gì và đây nó là cả một cái cụm luôn còn bình thường cái từ bột này này mình thường dùng trong những cái trường hợp là mình đang đắm chìm vào đâu đâu đó ví dụ như là bột tô sữa mình đắm chìm vào trong cái công việc của mình mình đắm chìm vào trong cái thứ mà mình làm ấy thì người ta cũng dùng cái từ bột tô sữa hoặc là bồ sự này Còn cả cái cụm này ở đây người ta sẽ hiểu là không có ý thức về cái việc gì đó Bây giờ mình sẽ phân tích về mặt cấu trúc ngữ pháp mình còn bắt gặp cái dạng kết lửng ở đây là nari, là động từ đuôi mát, bỏ mát và nối với lại cái câu đằng sau và ngăn cách câu bằng cái dấu phẩy. Một cái video phân tích vô cùng chi tiết về cái dạng kết lửng này cũng đã được mình làm từ khá lâu. Các bạn có thể xem lại cái video đó ở dưới link phần mô tả. Mục đích của cái dạng kết lửng này nó chỉ đơn giản là để nối dài câu và giúp cho mình hiểu thêm được nhiều khía cạnh của một vấn đề bằng cách liên kết giữa các cái cụm mà dạng động từ với nhau như thế này và mình sẽ thấy cái nari này bao giờ nó cũng sẽ phải đi kèm với lại một cái cụm khác nó cũng tương đương nó cũng kết thúc bằng cái động từ kiểu như thế này và ở đây trong câu này nó cũng chính là cái từ bột sư đự này hay là hai kế nị bột sư đự này hai cái động từ này nó sẽ có song hành nó sẽ song hành với nhau và nó sẽ bổ sung ý nghĩa cho nhau đi kết nối với lại động và nó kết nối với lại cái cấu trúc ngữ pháp là toki vậy mình sẽ hiểu ở đây cái từ toki này đi kèm với cả động từ số 1 và động từ số 2 ở đây và ở đây mình sẽ phân tích từng đoạn một rằng là cái vế đầu tiên là cái sệt tên là cái tiếp điểm với những cái người xung quanh trong cái thế giới thực nó kanjeni nakunari là nó hoàn toàn biến mất này và cái Area Korea là tất thảy mọi thứ ở trong cái cuộc sống thường nhật Mình không còn ý thức và mình không còn quan tâm để ý tới tất cả mọi điều trong cái cuộc sống hàng ngày Thì khi mà như vậy thì con người sẽ xải cánh tự do Mình thấy động từ ở đây đó là dạng sai khiến Là sẽ giúp cho con người làm gì đó, sẽ khiến cho con người làm gì đó Và mình sẽ hiểu là khi mà cái tiếp điểm hay là cái sự kết nối với lại mọi người trong cái thế giới hiện thực mất đi và chúng ta không còn ý thức gì nữa tới tất thảy những cái điều trong cuộc sống hàng ngày thì con người chúng ta sẽ được sải cánh tự do và ý của cái câu này nó có nghĩa là như vậy Shikashi genjitsu no ga o kagiri mugen to itte yoi ở đây mình bắt gặp cái cấu trúc đó là kagiri Kagiri ở đây để thể hiện cái giới hạn của sự vật sự việc Nhưng mà thường mình sẽ hay nhớ bằng cái cách đó là Để thể hiện là nếu mà như thế nọ hoặc là nếu mà như thế kia Mình sẽ hiểu là tuy nhiên nếu như cái genjitsu no moromoro Moromoro ở đây nó là cái sự đa dạng hay là cái sự phong phú của cái thế giới thực nó đang gamasteru nó đang làm phiền hoặc là làm ảnh hưởng tới cái sức sáng tạo hay là cái năng lực sáng tạo, khả năng sáng tạo và cái cảm tính của chúng ta thì cái giu thì cái sự tự do tốt đẹp hay là cái sự tự do tuyệt vời nó sẽ yate cô nại là nó sẽ không thể nào đến được còn cái yoi giu đây nó sẽ đi kèm với lại tố ít tệ là bằng với lại tố ưu đấy là cái sự tự do tuyệt vời vô hạn như thế thì nó sẽ không thể nào đến được với mình với cái câu này mình sẽ lại bắt gặp cái từ sosta ở trong trường hợp này là đại từ chỉ thị và mình sẽ biết được rằng là khi có các cái từ đại từ chỉ thị là kore sore rồi are như thế này, mình hãy cần phải kết nối giữa các câu với nhau và cần phải tóm tắt ý và tổng hợp nó lại với nhau thành một cái sự liên kết. Và cái sosta mugen ở đây nó chính là cái ý của cái câu ở đằng trước đây. Đúng không ạ? Cái câu đằng trước mà mình vừa dịch là khi mà chúng ta quên đi cái sự kết nối của mình với người khác, khi mà chúng ta không còn ý thức tới những cái điều cuộc sống thường ngày nữa thì là con người sẽ được xải cánh tự do, sẽ được mà bay cao rồi bay xa ấy thì cái soul, start, mưu ghen ở đây nó chính xác là cái xải cánh tự do đấy. Cái sự vô hạn đấy, cái sự xải cánh tự do một cách vô hạn đấy thì nó sẽ không thể nào đến được với chúng ta nếu như mà chúng ta bị làm phiền, bị ảnh hưởng bởi những cái uh, cuộc sống hàng ngày bởi cái sự đa dạng của cái cuộc sống hàng ngày. na hito ni mo ano wakuwaku suru wa ni mố ở đây là ngay cả với những cái người mà si ni sho, si ni sho ở đây với những cái người mà nghĩa là chết vì uh, vì vì rảnh rỗi ấy, hay còn gọi là rất là buồn chán và cảm thấy rảnh rỗi là một cái gì đó rất là tồi tệ ấy. thì cái sự tự do waku waku sư là cái sự tự do mà nó hào hứng cái sự tự do hứng khởi này nó cũng không thể nào ghé thăm bạn được otozureru, ở đây là ghé thăm ai đó, ghé thăm nơi nào đó, ghé thăm một chỗ nào đó, ghé thăm một đất nước nào đó và ghé thăm một cái địa điểm nào đó thì nó sẽ không thể nào đến với mình được, nó không thể nào đến được với uh, bản thân mình được, cái sự tự do đó nó không đến được, không cập bến được với mình. tame ni wa no hitotachi to no tsunagari ni wasurete naranai. Ở đây mình lại tiếp tục bắt gặp cái từ diệu là đại từ chỉ thị và nó chính là cái câu hỏi ở trong cái bài này là cái sự tự do đó. Vậy cái sự tự do đó là sự tự do gì? Là cái sự tự do mà nó rất là quắc waku wakuku sự là cái sự tự do luôn hào hứng hứng khởi và mong chờ. Nhưng mà cái câu này thì nó lại liên quan tới cả cái câu đằng trước nữa là nó là cái sự tự do mà vô hạn kiểu như vậy mà cái sự tự do kiểu vô hạn như vậy là cái sự tự do gì? Là cái sự tự do mà mình có thể sải cánh được một cách tự do. Và cái sự sải cánh tự do này nó là cái gì? Thì nó lại liên quan tới cái câu ở đằng trước nữa, đúng không ạ? Là cái sự sải cánh tự do ở đây nó chính là cái thời gian một mình sẽ giúp cho những cái điều kỳ tích những cái điều kỳ diệu nó trở thành có thể mà cái sự kỳ diệu ở đây nó là cái gì? Cái sự kỳ diệu ở đây nó chính là cái trải nghiệm mà mình quên đi thời gian và quên đi cái bản ngã của mình, không biết rằng là mình là ai, quên đi cái bản ngã rằng là mình là ai. Vậy cái anugio này nó sẽ liên quan đến toàn bộ tất cả cái mạch của cái đoạn văn từ đầu cho đến tận bây giờ. Và mình sẽ đọc tiếp này để mà lấy lại được cái sự tự do đó thì chúng ta sẽ bắt buộc là phải quên đi toàn bộ những cái thứ mà kết nối với lại xung quanh chúng ta hoặc là sẽ phải làm sao son dai sina và này là sẽ phải tồn tại một cái thế giới mà một cái thế giới mà làm sao một cái thế giới mà chúng ta muốn chìm đắm vào trong đó cho dù là cái sự kết nối nó đang hoàn toàn biến mất nó đang hoàn toàn gọi là đứt đoạn cái chủ đề của bài này nó nói về sự tự do và cái sự tự do này nó liên quan tới cái thời gian một mình cái thời gian một mình là một cái thời gian vô cùng quan trọng à, đối với tất cả mọi người chúng ta cần phải có cái thời gian để mà suy nghĩ để mà giúp cho mình tĩnh tâm hoặc là à, nhìn nhận lại cái cuộc sống hay là cái cuộc đời của mình và mục đích của nó à, và cái đoạn đầu tiên của trong cái bài đọc này người ta nói rằng là cái sự tự do hay chính là cái thời gian một mình đấy nó vô cùng quan trọng và chúng ta cần phải lấy lại nó trong một cái thế giới hiện nay khi mà nó có quá nhiều những cái drama là những cái phiền hà hay là những cái gây ảnh hưởng đến cái khả năng sáng tạo hay là cái cảm tính của mình trong cái thế giới gọi là đa dạng phong phú như là ngày nay nên là nó có cái đoạn mà người ta đang nói như là mình mình như mà mình vừa dịch thì quay trở lại với lại cái phần Đáp án người ta hỏi là cái trạng thái tự do này là cái trạng thái như thế nào Thì như các bạn biết thì đáp án nó chính là cái đáp án số 4 rồi đúng không? Giống như là mình vừa phân tích lúc nãy Với cái bài này nó là cái level là N1 Nên là cái việc mà tìm ra các cái đại từ chỉ thị nó liên quan tới nhau Kết nối giữa một đoạn văn các cái câu văn với nhau như thế nào Nó rất là sâu Và mình cần phải kết nối được một cách toàn vẹn từ đầu cho tới cuối Cái đoạn văn vừa rồi Thì mình mới hiểu được cái ý của nó Chính là cái trạng thái Mình quên đi thời gian Và mình đắm chìm vào trong cái việc là Quên đi cái bản ngã của mình Và quên đi cái việc mình là ai Thì nó mới ra được cái đáp án số 4 Còn tất cả những cái đáp án Còn lại ấy, thì Nó không phải là cái Đáp án đúng của mình Ví dụ như câu số 1 ở đây Đó là cái trạng thái tự do ở đây người ta định nghĩa là cái trạng thái mà nó uh, hòa trộn rồi giao thoa rồi trộn lẫn uh, cái thế giới tưởng tượng và cái thế giới hiện thực thì nó bị sai hoàn toàn về cái ý của mình rồi đúng không? tại vì người ta đang nói là khi mà cái thế giới hiện thực của mình nộ moromoro mà nó ảnh hưởng tới cái năng lực sáng tạo của mình thì mình sẽ không thể nào có được sự tự do kỳ diệu đấy nên là câu một bị sai câu số 2 ở đây là cái thời gian một mình câu thứ hai ở đây nó là cái trạng thái mà uh, có khá là nhiều cái thời gian một mình cái từ dư bừng ở đây nó là đầy đủ và nó đi với cái từ thời gian ở đây mình sẽ hiểu là nó có dư giả hoặc là có rất là nhiều cái thời gian một mình nhưng mà cái ý này thì nó không hề nhắc tới đến trong bài mặc dù là nó có hitori no jikan nhưng mà cái dư bừng này thì người ta không hề nói đến việc là mình có nhiều thời gian ở một mình hay không còn cái câu số 3 ở đây nó là jiu ni sky ga tsukai yo na hima na là cái trạng thái mà rảnh rỗi có thể sử dụng thời gian một cách tự do thì cái này nó cũng không hề nhắc tới ở trong bài ở trong bài nó chỉ đơn thuần là nói cái việc là cái thời gian mà mình rảnh rỗi và mình không biết làm gì mà mình cảm thấy buồn chán với nó thì mình cũng sẽ không có được cái sự tự do một cách tràn đầy hứng khởi như vậy. thì nếu như mà bạn nào hay nếu như mà bạn nào chỉ phân tích đơn thuần là cái từ anouzil này nó đi kèm với lại cái câu ở đằng trước thôi hoặc nó chỉ là thể hiện cái ý của cái câu đằng trước tôi chẳng hạn thì rất là có thể sẽ bị nhầm với cái câu này nhưng mà hãy biết liên kết lại các câu với nhau bằng cái đại từ chỉ thị như vậy tại vì là trong tất cả từ câu đầu cho tới câu cuối ở trong cái đoạn này các bạn thấy là câu nào nó cũng có đại từ chỉ thị để mà kết nối các câu với nhau hết vì cái câu mà cái câu hima de na hito ni mo ano waku waku suru rìu otuzure này thì cái ano này này nó cũng chính là cái đại từ chỉ thị mà cái ano đây nó chính là bằng với lại sostamgento ita Sos to itte yori dịu mà cái sô-sta ở đây thì lại tiếp tục tìm lên và tìm lên nữa như là mình nói lúc nãy thì đó là cái bài mà phân tích về cái đại từ chỉ thị ngày hôm nay cái bài này thì là mình thấy tương đối là khó và đi thi thì mình sẽ biết được rằng là người ta có cái dạng bài kiểu như này để mà có thể cẩn thận hơn trong cái việc mà lựa chọn và phân tích cũng như là kết nối các cái câu với nhau để sao cho mình có được cái kết quả uh, đáp án uh, nó thật là chính xác còn đây là cái phần mà mình đã tạm dịch lại toàn bộ cái phần mà mình uh, trích dẫn trong cái bài phân tích ngày hôm nay Các bạn có thể uh, tham khảo thêm uh, để xem cái phần mà mình chuyển ngữ phần tiếng Việt như thế nào nhé Tiện đây thì là mình cũng muốn uh, giới thiệu thêm về cái sổ tay uh, đọc dịch của mình xuất bản vào tháng 8 năm 2021 một cái cuốn sổ tay mình tổng hợp lại rất là nhiều các cái bài đọc liên quan tới phát triển bản thân liên quan tới các cái uh, tip hay là các cái bí quyết để giúp cho chúng ta có thể tìm ra được cái điều mà mình muốn làm uh, giúp cho chúng ta có được những cái phương pháp để có thể uh, tập trung vào những cái việc mà mình mong muốn và tìm ra được những cái sở thích hay là sở trường của mình bằng những cái định nghĩa đơn giản nhất uh, mà chúng ta cần phải nắm được À, thông qua cái phần, cuốn sổ tay đọc dịch này à, các bạn sẽ được à, tham khảo cả cái phần à, đọc dịch của mình chi tiết à, và mình đã mất rất là nhiều năm để mà có thể tổng hợp và tìm ra được chắt lọc ra được những cái bài ở trong cái cuốn sách này à, mong rằng là nó sẽ à, giúp cho các bạn à, có thể học và ôn tập tiếng Nhật với cái trình độ N3 trở lên các bạn đã có thể uh, sử dụng được cái cuốn sổ tay này rồi thông qua cái uh, phần uh, dịch của mình kèm với các cái phần từ mới được tổng hợp ở phần cuối bài cũng như là cái danh sách từ mới đã được mình nhờ uh, người bản xứ đọc lại cái phần uh, phụ lục ở cuối sách uh, có khoảng tầm hơn 200 cái từ vựng uh, được uh, lấy ra ở trong những cái bài đọc mà mình đã uh, tổng kết ở trong cuốn sách rồi kèm theo đó là một số các cái audio mà mình đang tổng hợp lại để có thể hoàn thiện cái cuốn sách này một cách hoàn chỉnh nhất và giới thiệu lại cho các bạn cả phần uh, bài đọc cả phần bài dịch cả phần thứ mới cũng như là cả cái phần uh, đọc shadowing uh, của người Nhật nữa uh, thông cái, thông qua cái việc là các bạn uh, làm bằng nhiều bước như vậy thì mình tin chắc rằng các bạn sẽ có thể nắm được tất cả những cái văn cảnh các cái phần diễn đạt cũng như là ý nghĩa của các cái từ vựng mà được sử dụng ở trong bài uh, sẽ được dùng trong rất nhiều các cái văn cảnh ở trong đời sống cũng như là các cái văn cảnh khi mà mình đọc sách báo những cái tài liệu À, thực tế ở ngoài đời sống hàng ngày nhé. Nếu như mà bạn nào có quan tâm tới cuốn sách này thì hãy ấn vào cái phần link đăng ký mua sách mà mình để ở dưới phần mô tả để có thể à, mua sách và ủng hộ mình nhé. À, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Ra nè!